Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì Bi đã chuẩn bị sẵn những cái nguyên liệu để làm món tôm cuộn rong biển hay còn gọi là gim bắp. Thì ở đây Bi đã mua cho mình một cái gói rong biển Hàn Quốc. Thật sự Bi rất là thích những cái món của Hàn Quốc, rất là ngon mà cách trang trí nó cũng đẹp nữa. Thì đã quá chán với những cái món ăn hàng ngày rồi, bây giờ thì mình sẽ chế biến món khác làm thay đổi khẩu vị đi. Ở đây Bi đã có sẵn một dĩa cơm nguội và một ít trứng sắc lát, trứng chiên sắc lát nè, rồi cũng như là rau củ gồm có đây là củ cải đỏ, củ cải trắng, dưa leo và còn xúc xích nữa. Thì để mà nó ngon hơn đó, các bạn có thấy là Bi trong cơm của Bi có cái gì không? Có hành phi để cho cơm nó trở nên thơm hơn đó, thì ăn sẽ không ngán, chứ cơm không thì ăn nó sẽ rất là ngán đó. Ở đây mình còn ít cơm, chắc mình làm được khoảng 1 đến 2 cuộn thôi à. Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ trải cái miếng rong biển ra. Rồi xong rồi cho cơm lên đều ra. Dùng tay á, các bạn cắn đều ra. Đó, chỉ cần một lớp cơm mỏng ở bên ngoài thôi. Sau đó mình sẽ bỏ nhiều những cái đồ ăn vô. Đó, ở đây ai thích ăn xúc xích nè, ai thích ăn trứng nè, có thể làm món này ha. Rồi, Bi nghĩ như đó là đã đủ rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ cho rau vào. Đây, cho rau vào ha. Đó, nhiều rau đi, ăn cho nó tốt, cho hệ tiêu hóa. Lâu rồi Bi mới làm cái món này, hy vọng là vẫn còn giữ được tay nghề như trước. Nó rất là đơn giản, chỉ cần như vậy thôi. Và sau đó là mình sẽ cuộn chắc lại. Đó, các bạn cuộn càng chắc đó, thì khi mà sắc ra đó sẽ trông càng đẹp và ăn càng ngon. Đó, như vậy là đã được một cái phần kim bắp này nè. Nhưng mà cái này do ít cơm quá cho nên là nó không có chặt được. Bây giờ cái cuộn đầu mình làm vậy thôi, mình thử nghiệm thôi. Nhưng mà cái cuộn tiếp theo á, rồi rách luôn, thì mình sẽ làm kỹ hơn. Hồi trước là Bi có một cái miếng tre để chuyên cuộn cái gim bắp này nè, thì làm rất là dễ luôn, cuộn rất là đẹp, rất là ngon. Nhưng mà giờ không có cái đó nữa, làm tay không á thì nó không đẹp bằng. Rồi xong rồi để qua một bên là một cái cuộn khác ha. Này thì Bi nghĩ là ít chắc thôi, sẽ bỏ nhiều cơm hơn. Rồi quá giòn các bạn ơi, cái rong biển này quá giòn luôn, không hiểu sao. Nhưng mà chắc là do Bi lấy ra hồi nãy giờ đó, cho nên là nó bị khô, có hiện tượng tách rất là nhiều luôn á. Chắc là Bi làm được 2 cuốn. Rồi cơm ít quá, thôi 2 cuốn được rồi, không cần làm nhiều đâu. 2 cuốn mình cắt ra nó cũng rất là nhiều rồi đó. Cơm mà các bạn, nếu mà các bạn không thích ăn hành tây á, hành phi này nè, các bạn có thể không cho vào, thay vào đó là các bạn có thể cho vào một miếng giấm đường, cơm nó sẽ đậm vị hơn, nó sẽ ngon hơn, chua chua ngọt ngọt chứ, kết hợp với những cái kia ăn nó không có bị ngán. Cho hết cái phần cơm này vô luôn. Đó, nếu như mà bạn nào ngán ăn cơm một cách thông thường truyền thống quá đó, mình có thể đổi qua ăn cháo. Ăn cháo một thời gian mà cảm thấy là ngán quá rồi đó, thì lại tìm món khác. Ví dụ như cơm trộn Hàn Quốc nè, không thì làm món giống Bi đang làm, cơm cuộn. Rồi cái phần này á, cái phần nào mà trong biển á, muốn đắt ra đó thì bỏ vô luôn. Ôi, cái này mình còn quá trời nhiều đồ đi. Rồi cho mình làm một cái cuộn to đùng luôn, ăn cho nó đã luôn, đã cái nương. Xúc xích à, rồi trứng nè. Này mình nghĩ chắc cái phần còn dư đâu, ngày mai mình sẽ nấu cơm nhiều hơn và mình sẽ làm tiếp. Hôm nay là trailer thôi.
Trời ơi. Chưa cho mà mình đã thấy no khi mà phải ăn cái cuộn này rồi đó, tại vì nó bự quá mà. Rồi, uống chắc vô. Đây mình được một cái cuộn nữa nha mọi người. À cái phần này nha, thì các bạn cho nó vào ở bên trong luôn, cho nó đừng có lọt trớt ra ngoài. Cái phần dư đá các bạn có thể dùng dao hoặc là kéo cắt đi, cắt bỏ đi cái phần này. Rồi bây giờ thì sau khi đã cuốn xong, mình sẽ cắt ra, dùng dao để mình cắt ra. Cái dao này nó hơi bị cùn ấy. Mà sẽ làm cái này thôi. Cái này là cắt rất là hiệu quả nha, thấy gì thôi chứ rất là hiệu quả, nhìn nè. Đó, cắt cái đứt liền luôn, phải không? Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra từng cuộn nhỏ, trình bày vô dĩa. Nó sẽ trông rất là đẹp mắt, tạo cảm giác thích thú khi ăn. Trong biển này khá là dai luôn á. Cái chỗ này nó không được chặt lắm, cho nên nó không có đẹp. Ok. Rồi, tới cái cuốn đầu tiên của mình nè. Các bạn nhìn là khi cắt ra trông nó đẹp hơn nhiều ha, đó nhìn cũng rất là bắt mắt chứ bộ. Rồi thế là mình đã có một cái dĩa kim bắp ngon lành và cũng không có thiếu phần dinh dưỡng ha. Rồi cùng nhìn lại sản phẩm nào. Thì cái này á, để mà dùng ngon hơn thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái chai mayonnaise kèm theo tương ớt chín xu đó. Đây là hai cái phần nêm nếm tuyệt vời cho cái này. Bây giờ thì ăn thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn cái mà kim bắp mình vừa mới làm ha. Mình sẽ lựa cái nào xấu nhất mình ăn trước. Đây mình sẽ ăn cái này đó, cho một miếng mayonnaise lên nó xong rồi thì mình sẽ cho một ít tương ớt lên và thưởng thức đây. Ồ, đẹp chưa mọi người, ăn nhá. Cực ngon luôn. Xong rồi, video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like video, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè để ủng hộ cho Bi làm những cái video tiếp theo nhé. Xin chào.